hãng đầu tiên trên thế giới về tay người Việt Nam, Singapore chính là quốc gia duy nhất tại khu vực Đông Nam Á bán iPhone trong đợt đầu tiên này. Do vậy, trong số cả ngàn người xếp hàng đợi mua iPhone 11 có số lượng không nhỏ là người nước ngoài như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia. Từ sáng sớm 19 tháng 9, trước giờ mở bán khoảng 30 tiếng đã có hàng trăm người xếp hàng chờ đợi mua iPhone 11 trước cửa Apple Store Ochac, Singapore. Đến đêm 19 tháng 9, dạng sáng 20 tháng 9, con số này khoảng 1.000 người. Năm nay. Để tránh tình trạng lộn xộn, Apple Singapore đã cho khách hàng xếp hàng từ ngày hôm trước và tiến hành phát số từ sáng ngày 19 tháng 9. Đặc biệt, trong dòng người xếp hàng có rất đông là người Việt Nam, ngoài những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore, cũng có không ít người là khách du lịch tranh thủ thời gian tham quan tại đảo quốc sư tử để có thể sở hữu những chiếc iPhone mới nhất. Có nhiều chủ các cửa hàng hệ thống điện thoại lớn tại Việt Nam đã có mặt để thu mua iPhone 11 về Việt Nam. Các chủ cửa hàng này nhận định iPhone 11 năm nay có thể sẽ bán tốt hơn iPhone XR năm ngoái bởi những màu sắc rất độc đáo mà Apple trang bị